Austin Ngô, năm nay 28 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh du thuyền. Trí Nhân, 23 tuổi, hiện là một người mẫu ảnh, diễn viên. Huy Diệu, 22 tuổi, nhân viên tổ chức sự kiện. Hoàng Minh, 25 tuổi, hiện đang kinh doanh mô tô. Trần Trung Thành, 29 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng và giáo viên. Tường Vi, 20 tuổi, hiện đang làm diễn viên tự do. Lily, 21 tuổi, công việc hiện tại là diễn viên. Như Ý, năm nay 19 tuổi, hiện tại đang là sinh viên. Chuyến xe tình yêu cuối cùng cũng đã lăn bánh, đưa các thành viên Love House mùa 12 tới ngôi nhà chung tại thành phố Đà Lạt. Dù những tín hiệu kết nối đầu tiên giữa các thành viên vẫn chưa thật sự rõ ràng, tuy nhiên, trên chặng đường dài sắp tới, chắc chắn sẽ là những diễn biến tình cảm vô cùng bất ngờ và thú vị. Hành trình dài trên xe có vẻ khá mệt mỏi, vì thế các thành viên ngôi nhà chung quyết định nghỉ chân tại nhà hàng Tâm Châu, thành phố Bảo Lộc để hồi sức và có thêm thời gian tìm hiểu nhau. Chị Ly, chị muốn ngồi ở đây không? Dạ. Chị muốn ngồi cái người yêu chị không? Đâu, mình ghen các bạn. Ghen hả? Ừ. Anh đang ghen hả? Thôi ngồi qua ngồi em. Thôi em đổi chỗ. Chị phù mệt không? Khi nào mà không đi xe được mà ở lại một chỗ mà tầm mấy ngày á, mà xin lại ở chỗ thôi quậy cho thấy. Đi xe mệt quá. Sáng nó chỉ với nó cũng quậy lắm. Sao Vũ lên xe bắt tắt luôn. Như vậy rồi sao mình về Mỹ mình sống? Thì mình đi về, mình đi máy bay nhưng xong rồi tới nơi là mình quậy rồi anh. Là đi du thuyền. Đi bằng đường thủy à. Ủa, nói chuyện anh hiểu. Đó, hiểu mà. Kiểu mà người ta, kiểu người ta không có kiểu bông đồ được. Anh nghiêm túc trưởng thành không phải, không phải không nghiêm túc, anh không biết nói lại. Anh không, cái ngôn từ á không biết nói lại. Anh không nói kịp sao anh nói kêu không biết. Coi thử coi, đưa cái tay ra coi thôi. Anh đưa cái tay ra coi. Anh chém gió liền. Chém gió hả? Chém gió đi, chém gió. Nói liền thuyền thôi. Ờ nó xàm, nó là nói nhiều rồi, giống em là quỷ. Tay gái á. À tùy lúc. Em nghĩ mà lại tay nó. Anh lấy kìa. Không à, tay nó không. Hello anh. Anh muốn ngồi đâu? Này anh ngồi với lại bạn trai anh đi. Ok, chào mấy cưng. Giờ đây, có lẽ các chàng trai sẽ cảm thấy hồi hộp và lo lắng khi mà bốn cô gái sẽ viết ra giấy tên người con trai mà mình ấn tượng nhất để hẹn hò. Và kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin công bố danh sách thí sinh chính là... Anh đọc lại em xỉu lên. Anh! Đúng tiệt, chọn lên. Xin gợi ý, chữ D. D là gì? Diệu nè. Cái đây mới khởi đầu mọi người, cái gì chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả thứ hai. Gì vậy? Cái này thì chỉ có một cái chữ thôi, không có chữ thứ hai. Ấy có ghi không? Có ghi không? Có chị có. À em không ghi nha mọi người. Vậy là biết. Cái phiếu thứ hai cũng là Austin các bạn ạ. Austin nghĩ nếu có người thích mình thì cũng là một chuyện mình nên vui. Mà Austin cũng cảm thấy là có hai người, bây giờ mình không biết nói chuyện với cả hai người như thế nào. Mình nếu ngọt với một người quá thì người kia thì có thể không thích. Sau đó không thích mình hoặc là ngược lại. Vậy nên. Và bây giờ còn hai lá phiếu cuối cùng. Tao run quá. Nếu như mà cho mình một cuộc hẹn mà hẹn riêng á, mình sẽ hẹn cô bé Lily. Mình thấy cái khuôn mặt cô bé có rất là nhiều tâm trạng nhưng mà không thể nói ra sao ấy. À, nếu mà cho nhau một cuộc hẹn, người bây giờ nhau muốn gặp nhất là Lily. À, tại vì Lily thì nhân cũng tò mò, cũng không biết nhiều về Lily, giống như mình cũng muốn hiểu hơn về Lily. Nhân, xin chúc mừng em và Lily. Lily. Ừ. Anh Minh thì là kiểu hơi năng động mà cũng hơi nói nhiều. Còn anh Nhân thì hơi nhút nhát. Muốn nói chuyện thử xem coi là bên trong họ như thế nào. Vui, Nhân vui lắm nè. Nhân vui lắm nè. Đỡ luôn lắm luôn á. Vui, nhưng vui. Đi, mình vui vẻ nha. Nhìn bầu. Dạ, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tấm phiếu cuối cùng là tôi thật là may mắn trong suốt cuộc đời rồi. 35 phút tôi cuối cùng có một lần của tôi. Xin cảm ơn mọi người là âm thanh.
Thật không may mắn cho Hoàng Minh khi người mà anh chàng mong đợi nhất lại không chọn mình, để rồi cuối cùng phải ngồi lủi thủi trong cô đơn. Anh 97 đúng không? Đây sách nha. Được. Rung quá. Hả? Tại sao rung? Đây có phải là xe của ông Thành? Em có thấy giữa anh và bạn kia có cái gì mà khác biệt không? Em thấy ai cũng khác nhau mà. Kể cả lứa tuổi thì chắc anh nhỏ hơn, nhỏ nhất ở đó. Nhỏ nhất rồi hả? Nhỏ nhất. Rõ đi ha, ví dụ đi. Giờ đã quen nhau rồi, giờ làm sao mà mình quen lời cưới, ok không? Sao còn học thì sao cưới ta? Cưới xong học tiếp. Ủa vẫn học được mà. Ủa, đâu phải cắm người vậy? À, được, em bình thường em trễ. Nếu em không chê thì để con xem mình chạy. Lên đi à. Nãy em đầu rồi luôn á, em nói chị ơi chị muốn đi xe máy quá, em muốn đi xe máy với chị ơi. Nói bây giờ luôn á. Ờ, nói với cái chị kia kìa. Đẹp đôi quá ha. Hai bạn nhỏ vậy thôi. Nói thật, anh thấy, em thấy anh có trẻ con hơn với ba người kia không? Mới tiếp xúc em không có biết được. Này mới tiếp xúc mà nói ra thì kỳ lắm. Khi mà ly em ghi giấy chọn ra nó nhanh vui lắm luôn á. Vậy hả? Trước đó chị nói vậy hả? Dạ, dạ hả? Em không để ý lắm. Anh thấy gì á? Ý với Thành á. Anh Thành cũng hơi hợp sao? Ờ đúng rồi. Hơi hợp á, đúng không? Dạ, đúng rồi hợp. Mét với nhau. Ý nhớ tên anh Thành được lắm nha. Em không có nhớ tên anh Thành. Ừ, ý ngồi xe cũng khen Thành. Đúng rồi. Khen anh Thành dễ thương. Đó rồi. Đôi khi có cái nào ta? Hai người đó nãy đi chung á, hai người đó nãy đi chung á. Mà cho anh xuống nhỏ vậy. Trời trời, hạnh phúc quá đi nè. Đó. Có khi nào? Bởi vì thường thường người bự to ca sẽ rất chọn một người nhỏ nhỏ để chở che. Em có biết người ta hay đồ mà lên Đà Lạt chia tay người không? Nay mình đi tìm, mình đâu có chia tay giờ sợ. Ủa chứ mấy người trước anh quen không có đi Đà Lạt hả? Chia tay trước thì đi. Ủa quen tầm bao lâu? Người lâu nhất thì 5 năm. Trời gì ghê hả? Nó cũng gần cưới đến nơi rồi, xong bắt đầu lục đục có chuyện cái là thôi. 5 năm trời lâu lắm luôn á, hiểu quá. Mà ít khi nào anh đá người ta, tự đá. Sống thì tình cảm là chính. Có gì nên là em biết chuyện. Bây giờ rất thi gu vậy là kiểu mấy người vậy giàu tình cảm. Mấy người biết quan tâm rất là tốt bụng này kia. Phải tốt bụng chứ nào không? Vậy cái gu anh này nhé, bốn người, bốn người. Thật ra mà nói cái gu của anh thì như hồi đầu cũng nói là thích những người lục. Em với bé áo trắng đó. Chị áo trắng á, nhưng mà vẽ với anh là rất là hợp luôn, thiệt luôn á. Anh thấy kiểu hai người hài hước y chang nhau, nói gì quá trời nói. Nếu mà nói ra thì cái gu lâu lâu nó cũng hơi biến đổi tí. Còn biết sao người ta thương mình là được rồi. Anh giờ nó yêu cầu cũng không biết yêu cầu sao. Mình đâu có thể nào mình yêu cầu người yêu mình thế này thế kia đúng không? Em thì cũng kiểu gặp thích thì thích thôi chứ không quan tâm lắm. Thích thì thích, không thích thì thích. Anh Thành kể rất là nhiều về chuyện cũ của anh Thành cho mình nghe. Nhờ đó thì mình mới thấy hiểu anh Thành nhất trong bốn chàng trai. Anh Dustin là bạn của anh, rủ anh vô chương trình này đúng không? Chứ anh đâu biết chương trình này đúng không? Bạn của ai? Bạn của ai? Bạn của anh. Bạn anh giới thiệu anh. Dạ. Anh vô chương trình. Ý chị là chủ chơi cùng, em hiểu đúng không? Em hiểu ý chị. Mình cảm thấy Austin kiểu như chân thật ấy. Thật thà, cứ hỏi Austin là tại sao Austin biết cái chương trình này mà tham gia. Cái Austin kiểu Austin cũng không nhớ nữa. Nhưng mà mình nghĩ là phải có cái lý do nào đó để Austin tham gia cái chương trình này. Nên là kiểu như là Austin đang giấu một cái điều gì đó, mình nghĩ như vậy thôi. Thì mình nghĩ Austin là cặp đôi bí ẩn. Ý là suy nghĩ ai có bộ là hơi khó. Giờ em chẳng muốn suy nghĩ. Ví dụ như mà em lỡ mà em có thích một người cặp đôi bí ẩn ấy nha, thì cái đó cũng chỉ là mình nghĩ thôi đúng không chị? Bây giờ mình có thích ai thì mình cứ tìm hiểu với họ thôi. Xong rồi tự nhiên mình lấy cái cớ là do họ là cặp đôi bí ẩn, xong mình rụt rè lại, mình không có dám á. Xong rồi lỡ sau này lộ ra là cái người đó không phải cặp đôi bí ẩn, mà chỉ là mình nghi ngờ thôi. Đúng rồi, lúc đó mình sẽ hối hận. Mình lỡ thích cặp đôi bí ẩn thì người ta cũng bạn, nếu mà các bạn kia cũng sẽ hiểu cho mình. Mà tại vì cái này mình đâu biết đâu. Mà sao mùa này nữ trẻ tuổi ghê luôn. Dạ. À. Lớn, mùa khác lớn lắm anh. Lớn lắm. Cũng lớn, cũng lớn. Chín mấy, dạ, 95, 96. Tầm anh ấy. Mùa show này thường có cái gì drama nhiều. Drama hả? Thì em thấy mấy mùa trước á, kiểu như mấy bạn nữ á, cãi nhau. Cãi nhau. Cãi nhau nhiều lắm, cãi nhau dữ dội luôn á. Rồi cũng có những cặp đôi đi vô chương trình xong rồi cãi nhau á.
cũng có luôn rồi chia tay. Dạ. Nhưng mà cũng bên cạnh đó thì cũng có những cái cặp mà họ đến đây họ tham gia chương trình xong rồi biết nhau rồi về nhà cưới nhau luôn. Ủa anh có nghĩ là em với lại chị Diệu sẽ chọn anh không? Không nghĩ. Không nghĩ gì luôn. Vậy nếu như mà anh được chọn á, nếu mà hồi nãy không phải là nữ chọn mà là nam chọn, nếu anh chọn sẽ chọn ai? Chọn thì chọn, chọn ai mà nói chuyện vui vui. Dạ. Austin thì không có nhiều cảm xúc cho ai hết, mà người mà Austin thấy là interesting nhất á, kiểu thấy cũng vui vẻ nhất là chắc bé Vi. Ủa sao khóc rồi? Có đâu ba. Sao đi về sớm vậy? Đi hết chỗ rồi, đi xuống kia cái bị đuổi. Hả? Cậu này về sớm chơi với tôi nè. Dạ. Tôi trở lại với cậu đây. Cậu này về sớm chơi với tôi. Chào người em cho. Chào anh. Cậu ấy thành công chứ? Khá tốt đẹp. Còn anh? Cũng vậy, giống em. Đi nói chuyện gì hết vậy? Mấy người kia đi. Hỏi thăm sức khỏe. Tên gì, ở đâu, làm nghề gì? Sao cuộc sống khỏe không hết đi lên. Thiệt. Nãy có lượn trong kia coi mấy cái đồ lưu niệm của anh. Như con mèo con chó gì đó xong ra. Có vẻ Hoàng Minh cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn khi đi đâu và làm gì với Trí Nhân thì Lily cũng đều kể lại hết cho anh chàng. Còn trung thành và như ý, sau cuộc hẹn ngắn ngủi, họ đã đưa ra một quyết định đầy bất ngờ, dấy lên nhiều nghi vấn về cặp đôi này. Okay. Trên kia nó lưu lại á. Đi xe máy. Trời ơi, ơi. Hẹn 15 phút thôi. Em thích đi xe máy, em thích đi dưới rồi. Chưa. Yeah, lâu quá mới được chở người. Yeah. Vui. Tại hôm nay hơi mệt nha. Ngồi trên xe nó ngợp. Cảm thấy hơi choáng với là thấy anh Thành đi một mình kiểu xin anh buồn cho nên là mình đi cùng Thành cho vui. Thì cũng muốn ngắm cảnh đồ. Chào tạm biệt mấy bạn. Vâng. Ăn rồi. Vâng. Trời ơi. Trời ơi. Sao anh hẹn hỏi chị đây sao? Ai mà hỏi vợ? Được không? Được không? Được không? Gì không? Thấy sao? Quá dễ thương. Dễ thương không? Dễ thương không? Chị Ly thay anh cho làm sao chị? Thôi ngủ rồi. Ly thay dễ thương. Ồ. 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 Đương nhiên. Sao đâu ngủ? Ngủ mà đâu biết gì đâu. Cứ nói đang đi. Đang ngủ. Đúng rồi. Ly ngủ rồi. Ly ngủ rồi. Nói không rồi. Đang ngủ rồi. Cứ nói tiếp đi. Nói tiếp đi anh. Go đi sợ. Ôi. Nhưng mà ôi, có thể tiến xa hơn không? Cái này hỏi Ly chứ. Ủa vậy là anh chịu rồi. Anh chịu rồi, giờ chỉ đợi Ly nữa thôi. Cảm xúc tình cảm của Nhân bây giờ hướng về một cô gái thì khó xác định được. Nhiều nhất thì Nhân không dám chắc, nhưng mà Nhân nghĩ đó là Ly. Sao Minh buồn vậy? Hả? Buồn vậy? Mọi người vẫn vui vẻ bình thường, không nhớ. Thôi, em thấy được cái ánh mắt, một cái sự buồn trong ánh mắt của anh. Có đâu. Thôi. Tại vì bạn gái anh đi chơi với người khác thì phải buồn thôi chứ. Thì bây giờ anh lên em đi chơi với mọi người đi. Dạ, ngồi đây được rồi. Thì khó xử quá. Thôi đâu khó xử, thì giờ mình thích nhau thì mình tới với nhau thôi. Được rồi, không sao đâu. Mát mà mọi người. Giờ đánh trong lạng nữa đi. Tuy câu nói của Hoàng Minh chỉ nửa thật nửa đùa, nhưng phần nào nói lên sự không thoải mái của anh chàng khi chứng kiến Trí Nhân chủ động công khai tình cảm với Lily. Liệu rằng Hoàng Minh có tiếp tục im lặng với cảm xúc của mình? 88 km nữa. Yeah. Tiến lên. Tiến về Đà Lạt thôi. Đi xe máy sẽ được có những cái rất là thú vị, như là mình có thể cảm nhận được những cái mà ngồi trên xe nhiều khi nó chỉ là lướt qua, em hiểu không? Anh thích đi xe máy là vậy, mặc dù nó hơi xa, nó hơi cực. Mình ngồi xe máy là mình chắc chắn mình không được ngủ rồi đó. Nhưng mà không sao, bù lại mình thấy cảnh đẹp. Mãi sướng. Ồ, sướng rồi đó, sướng rồi đó. Sướng rồi đó. Nó ngửa luôn rồi kìa. Rồi. Sướng. Sướng quá, sướng quá. Chị Diệu là người gốc Huế, nhưng mà chị vô đây chị học và làm. Đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thế em ghê chưa, nên là nói tiếng miền Nam mình có được khi nói tiếng Huế. Nếu mà giọng Huế thì anh hiểu không? Tiếng Việt anh còn chưa hiểu nào. Tiếng Việt anh còn chưa hiểu nữa. Huế thì chắc chết. Mọi người có muốn nghe nhạc Huế không? Thử đi. Chiều nay mưa trên phố Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiêng. Anh còn nhớ không?
Ôm đi vô. Ôm vô. Ờ rồi sao mà phanh tay phải ôm chứ. Nãy giờ ôm, nãy giờ xong tới thấy xe mình cái bỏ ra đó mọi người. Sao lên sao rồi trước chạy xe rất là có động lực, động lực lắm. Để coi đây. Với những con đường xa làm anh tức đạo rực muốn đưa em đi trốn đến từ cùng trái đất. Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời thì theo anh đi trốn em ơi. Yeah. Em cảm thấy thế nào về cái chuyến đi nãy giờ? Vui. Đúng rồi, vui, ngồi sao vui lắm. Ngồi sao lúc nào cũng vui hết quý vị. Và bẻ cần cốt tí gì cho nó đỡ mỏi. Thì khi đi ở ngoài trời bằng xe máy thì được hít thở khí trời và ngắm những cái cảnh đẹp nhiều hơn và cũng có thể nói chuyện thoải mái hơn. Với lại ý cũng có nói có tâm sự là đó giờ cũng rất là thích đi phượt nhưng mà chưa bao giờ đi. Mình thấy cũng cũng hợp tính nhau rồi cũng ok. Với lại còn cái nữa cũng hên hồi đó lên ba cái thùng mình đã tính toán hết làm sao. Mình ngồi trước có thể bất tiện nhưng người ngồi sau phải tiện. Mấy bạn lên ba thùng giống mình đi. Có bầu liền. Ở thời điểm này, sự thành đôi từ sớm của Như Ý và Trung Thành khiến cho bầu không khí của chuyến xe tình yêu trở nên sôi nổi và hứng khởi rất nhiều. Và niềm vui hứng khởi đó lại tiếp tục được nhân lên khi cánh cửa của ngôi nhà chung tại Đà Lạt đang rộng mở để mừng đón tất cả các thành viên Love House. Thế là lại cỡ con. Rồi, mời xuống, mời xuống. Ô, lạnh quá nè. Wow. Ôi, em chuyển trọ đi đúng không? Mà sao mà nó lạnh thế? Người ơi, ai đó có thể xách giùm em cái vali xuống dưới được không? Ok. Còn mình đang trên đây thôi đó. Đúng rồi, phải không? Dạ. Ủa, cái bếp này luôn quá hả? Nhà đẹp. Vì bao sống ảo luôn. Đúng rồi. Ồ, đã vậy. Với những cảnh trí lung linh và đáng yêu, các thành viên đã không thể giấu nổi sự thích thú và vui sướng cho ngôi nhà chung lần này. Và sau khi tìm được những căn phòng lý tưởng dành riêng cho mình, các thành viên tiếp tục lên xe để lấp đầy bao tử đói sau một chặng đường dài. Wow. Đến với Đà Lạt. Vâng, giờ mình đến Đà Lạt. Chúng ta sẽ đến trường dưới các bệnh nhân hoặc những lời người dưới đây sau khi đi Đà Lạt. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ đến với Đà Lạt trong một cái tâm thế khác. Tâm thế gì anh? Tâm thế đó là hãy cùng theo dõi Love House để cập nhật ngay. Wow. Xuất sắc. Xuất sắc. Ồ, mình ăn lộn cà. Xuống xe ăn thôi mọi người ơi. Để mình, để mình. Ghê 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 ta, ga lăng dữ ta. Thank you anh. Ga lăng mới có bồ rồi. Rồi biết thằng có bồ nằm đâu không? Thành phố gì? Trong bữa ăn tối hôm nay, sau khá nhiều nghi vấn, Lily và Thùy Diệu đã có một cuộc trao đổi mang tính thăm dò lẫn nhau. Bây giờ thì là em phải gặp đối diện đúng không? Em với anh áo đen đó hả? Không, chắc mình. Cũng hay ngồi gần Lily và cũng thấy anh Minh hay để ý nhìn Lily kiểu như cái ánh mắt của hai người quen nhau á. Với lại là khi mà tới quán ăn buổi tối này cũng vậy. Anh dành không cho nhân ngồi chung với Lily. Rồi vậy đi. Đó. Con ngồi vậy chưa có con. Rồi lấy em ngồi sang trắng luôn vậy. Ủa em ngồi sang với bạn nữ bên này. Nên em nghĩ là anh Minh với lại Lily là cặp đối với ổng. Chị nghi em đúng không? Nghi vậy cho vui chứ em. Giờ em mà nói em không phải thì thôi. Nhưng mà để... em có tin chị là không phải cặp đối với ổng không? Mới đầu á là em chắc chắn là chị luôn. Em khẳng định với mọi người luôn là chị với anh Minh á. Nhưng mà sau mấy tiếng sau là em biết ai luôn rồi. 95% là ý với anh Thành thì là vì có những biểu hiện ánh mắt họ nhìn nhau họ không giấu được. Thân quá. Mai cãi lộn giờ. Hay vậy ghê. Sau buổi tối no nê, các thành viên trở về lại với ngôi nhà chung. Đây cũng là đêm đầu tiên họ có được khoảng thời gian thoải mái để ngồi lại bên nhau cùng vui ca và tâm sự. Hello em. Hello anh. Sao sớm vậy? Nè, thấy người đến sớm tặng cho con cái nè. Trời ơi. Nhà bồ công anh à? Ừ. Thổi ra bay luôn. Thổi ra bay. Coi tức tắc vui lắm. Hai người lại hỏi đi. À nhí quá. Bồ công anh đó em.
không? Đó, rồi cái anh Thành mới tặng cho em á. Ai bộ anh Thành đứng ngang nha. Ok, hôm nay có đầy đủ bạc và con quan viên hay họ như thế này, chúng ta nên chơi một trò gì ấy vậy? Hồi sáng giờ tụi mình đã nói chuyện tình của mình rồi mà anh Thành là chưa có nói. Họ tỉnh dậy anh ơi. Ồ ồ nè. Sao mà anh Thành nói được? Tại vì anh Thành bây giờ đang hạnh phúc. Thôi. Nói đây cái gì nhà. Chết. Thôi nói chuyện cũ đi anh. Về nhà đâu tối rồi bàn tay thì sao? Mà ai đánh thì không biết. Còn chuyện tụi em á, nếu mà anh muốn nghe á, đợi phát sóng coi lại ok. Vậy luôn. Đúng. Chứ hơi đâu rồi, kể lại thôi. Nhưng mà đây, mấy bạn ơi, nếu mà nói như vậy thì tụi mình cũng quá rồi. Có gì? Mình cũng kể cho bạn này nghe rồi, các bạn có thể để phát sóng cho coi lại. Không, coi chị nghe chưa? Chưa. Trời. Anh bị sao vậy? Chưa ai nghe chuyện của anh hết. Lão đại kể lại đi cho mấy thằng trẻ em nó kinh thường bây giờ. Rồi dạy muốn nghe cho tên. Thôi anh. Tự nhiên mọi người nhìn cũng biết anh thằng cục xúc rồi. Xưa thì còn sến số được xíu, sau này hết. Ngày xưa có anh Lập á. Cũng quen người. Mà kiểu cái gu mình nó hơi là lạ mọi người á. Mình thì tính mẹ con. Thích mấy đứa lùn lùn. Quen thì cũng có quen, cũng có vài người đến, cũng có người đi và có người ở lại. Có lúc cô giờ cũng có lần nhỏ dài. Người ta đáng kể, người ta mới lòng bài hát vô nó mới thú vị. Tại người ta đòi thú vị mà. Sao vậy? Hãy để những người lớn người ta coi chuyện mình tuổi trẻ mình nghe hiểu không? Thứ này không có gửi, có thứ rồi. Thôi. Giờ mình kết hợp đi. Anh kể chuyện qua tiếng đàn được không? Được, kể đây. Ôi, tốt sắc. Kể không nó bị trùng luôn. Rồi ai biết hát thì cứ hát thôi. Ok anh luôn. Anh làm được không? Anh làm được nha. Mọi người đang đặt cái niềm tin lớn vào anh dạ. Cái này là cái tâm trạng của anh sau khi mà chia tay người yêu. Anh thuộc bài gì thế này phải đâu. Vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về. Hiện tại thì mình có một chút ấn tượng với lại Austin và anh Thành. Tại vì hai người đó chững chạc. Còn với lại anh Thành đó thì tại vì mặc dù là tiếp xúc rất là ít, nhưng mà mình cảm thấy anh Thành là một người có thể dẫn dắt được đám đông. Và anh Thành cũng là người biết là bản thân mình muốn gì. Và anh Thành cũng chững chạc nữa, nhưng là nên là có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Là mình thích cái cách đó. Tình yêu sẽ tự tìm đến với con trong đêm tối cô đơn. Còn mọi người nữa. Ai? Anh với ai? Ủa kể rồi mà. Kể nào? Nãy giờ kể lớn lớn qua rồi. Nó là dấp dáng của câu chuyện rồi. Hiểu không? Kể rồi mà. Anh. Đây nè. Ai? Có ngủ sáng giờ. À đúng rồi. Anh kể cái gì nhờ? Chuyện tình yêu. Kể cái gì nhờ? Mối tình mà anh kể là đàn ông buồn nhất. Buồn nhất thì chia tay ai cũng buồn. Mà mối tình nhớ nhất thì là mối tình gần đây. Nhớ nhất. Kiểu nói sao ta, thì người đó là cái người mình cảm thấy hợp với mình nhất. Kiểu cũng sâu đậm, nhưng mà vì một vài lý do nên không đi tiếp được. Cái tâm lý này nó buồn rồi mình nói vậy. Không, con bé nó kể chuyện vui. Ôi con bé nó kể sai buồn thiệt. Buồn thiệt, em thấy con bé cái giọng bé kể hay lắm á. Nếu mà kể sâu nữa nghe cảm á. Kể sâu nữa đi chị. Kể rất là trong không, không có sâu nữa đâu, tới đó là hết rồi đó. Con bé nó chỉ mới nói chia tay thôi à, mà buồn rồi. Cô bé Lily này á, có cái điểm gì đó rất là có một cái nỗi buồn giống như mình. Kiểu như là cái gương mặt lúc nào cũng thổ lộ cái sự mà che giấu nỗi buồn á. Trong một ngày hôm nay thì cô bé đó cũng không có nói gì nhiều, cũng không có tiếp xúc gì nhiều và cũng không có nói nhiều cho mọi người hiểu hơn. Nên mình muốn tìm hiểu thử xem cô bé này có chung với mình có những cái hay gì. Em là trải qua 4 mối tình. Bốn mối tình rồi. Hai ngàn là em. Bé này bao nhiêu? Giỏi dữ luôn. Giỏi thì chứ trời. 2000 mà 4 mối tình là tuổi trẻ trải nhiều sự đời. Không, tháng ai cũng nói nhiều mối tình mà. Em nhiều mối tình á. Nhưng mà em mối tình sâu đậm. Em cũng nhiều. Nghĩa là ai cũng nhiều quá. Rồi đến ra mình thua mấy đứa nhỏ giờ. Đâu có đâu, em tình đầu á là tình đầu, còn mấy người sau là đều là tình thứ hai. Cái cách tính hay á. Ảnh có hai mối tình nhưng mà nhìn vẻ bên ngoài thì chắc ảnh là người kiểu giống như kiểu bad boy một chút xíu, nhưng mà ảnh là một người thấu hiểu và tính tình dễ thương,
hoạt bát. Diệu với lại anh Minh thì chắc cũng cũng hợp. Hợp với cái gu trước đó mình suy nghĩ ra, hợp chút xíu. Không dừng lại ở đó, đêm nay 8 thành viên ngôi nhà chung còn nhận được một sự bất ngờ từ phía chương trình. Ôi, tiền quá trời luôn. Trời ơi. Làm chọc người luôn. Chào mừng các bạn đã đến với ngôi nhà chung. Mỗi ngày các bạn sẽ nhận được chi phí sinh hoạt một ngày như bên trong phong bì. Rung quá, từ. Nghe tiền rung quá. Quay coi. Chúc các bạn sống tốt. Cái chữ sống tốt này nó có rất là nhiều nghĩa. Mà là phân tích theo mà cái thiết vật. Và tìm được tình yêu cho mình. Chúc mình sống tốt. Hơi ngờ. Hơi rung. Tối sắp đến rồi. Biết anh đếm tiền Việt không? Hay là nhiều quá đếm nổi. Đếm nhưng mà là nguyên một ngày đúng không? Nguyên một ngày. Đầu tiên là mình sẽ mua dầu gội. Đúng rồi. Số 8. Lấy dòng alo tao. Anh không thiếu, ok. Sao nãy giờ lắm. Thôi vậy là. Ơi, em không hề hỏi em sai. Em sai, okay. Chắc là em sai. Hồi nãy em đưa anh gì vậy? Rồi, là sao? Cho anh xin sữa tắm được không? Hồi nãy đưa sữa tắm á. Không có dầu gọi đúng không? Đúng. Vậy mà vẫn gọi đầu. Gọi xong mới biết đó là sữa tắm. Mới ra định chửi đó mà thôi. Nó nhẹ. Thôi nó chưa được dầu xả. Đưa cho em là dầu gọi thì em không biết vô gọi. Không đậu. Ngày mai là mình đi ăn sáng là tiền này là mình... Mình tự đi chợ đi. Ờ em nghĩ là mình anh đi. Anh nghĩ là nên đi chợ. Vậy đúng rồi. Có xe ở đây. Nó sẽ tiết kiệm. Ừ. Ai biết trả giá cho tôi. Đây em. Wow, Austin có thể trả giá. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ ở market chứ không phải supermarket nha. Ờ, bình thường. Đi chợ. À chết dù nhưng mà không có là người ta chào giá là bó rau 15 ngàn, anh trả luôn 1 đô. Giá rẻ. Trả 1. 1 đô. Okay. Phải lấy cái điện chai 6 muối body của mình ra. Người ta sẽ miễn phí cho mình. Mình phải đẹp trai. Đúng rồi, anh có một cái... Ngày mai mình vô mua đồ mình. Trải qua một ngày dài cùng đồng hành bên nhau, mỗi thành viên dường như đã gieo cho mình những hạt mầm tình cảm đầu tiên. Trung Thành và Như Ý gần như là trời sinh một cặp. Anh chàng Hoàng Minh thì ghen ra mặt khi Trí Nhân thổ lộ tình cảm với Lily. Vì một phần Hoàng Minh gần giống với mẫu bạn trai của Thùy Diệu, nên cô nàng đã có những cảm xúc tích cực dành cho chàng trai này. Còn người đem lại cảm giác thoải mái và gần gũi với Austin đến giờ chỉ có thể là Tường Vi. Và chính Tường Vi cũng dành nhiều sự ấn tượng cho Austin, cũng như Trung Thành vì vẻ ngoài và tính cách của cả hai. Đêm nay có kết thúc tại đây và hành trình ngày mai có điều gì thú vị? Hãy cùng đón xem ở tập sau! Chẳng có ai biết được trước tương lai, điều gì sẽ đến mỗi sớm mai. Nghĩ trong đầu cuộc đời có bao lâu nên là sống vô tư với nhau dặn lòng.